Quỳnh Chi và Vũ Hoàng xin kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ hai, ngày 7 tháng 3 với các tin tức đáng chú ý trong ngày. Luật sư Nguyễn Văn Đài khẳng định không vi phạm pháp luật Việt Nam. Hoa Kỳ chuẩn bị kế hoạch trợ giúp cho lực lượng đối lập Libya. Kính thưa quý vị, luật sư bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Đài đã được trở về nhà sau khi mãn hạn 4 năm tù giam. Ông được nhiều người biết đến qua những hoạt động bảo vệ tự do tôn giáo, lên tiếng cho vấn đề dân chủ nhân quyền trong nước. Ông cũng là một trong những thành viên hoạt động cho sự ra đời của khối 8406. Trả lời phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do ngay sau khi ra khỏi nhà tù, luật sư Nguyễn Văn Đài một lần nữa khẳng định không vi phạm pháp luật Việt Nam. Bởi vì tôi là luật sư và những cái việc thì mình đã làm thì mình đều vận dụng cái sự hiểu biết pháp luật của mình. Mình cho rằng cái điều đấy là không có vi phạm pháp luật, mà mình chỉ làm với cái mong muốn của bản thân cũng như là cái khát vọng tự do dân chủ chung của tất cả mọi người dân Việt Nam. Nên mình không bao giờ coi cái việc làm tốt đó mà là có tội cả. Toàn bộ cuộc phỏng vấn với luật sư Đài được đăng tải trên trang web của RFA. Mời quý vị vào đọc và nghe. Việt Nam bắt đầu thực hiện biện pháp cắt giảm đầu tư công 10% theo nghị quyết 11 của chính phủ, qua việc các đoàn công tác của chính phủ từ hôm nay bắt đầu xuống làm việc cùng các địa phương và các tập đoàn kinh tế. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Cao Viết Sinh, các tiêu chí cắt giảm đầu tư công bao gồm dự án chưa có quyết định đầu tư, dự án kéo dài quá lâu, dự án khả năng hoàn thành còn rất lâu. Việc cắt giảm này để tập trung vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2011 và 2012. Ngoài ra, đối với các khoản chuyển nguồn vốn năm trước chưa sử dụng hết cho năm sau hay tạm ứng dụng vốn đầu tư 30% mà trước đây vẫn làm, thì nay với chủ trương thắt chặt đầu tư sẽ không cho phép thực hiện nữa. Trong khi đó, theo Bộ Giao thông Vận tải, nhiều dự án lớn về giao thông sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, gọi tắt theo tiếng Anh là ODA, đang bị chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng. Một số dự án cơ sở hạ tầng lớn như dự án xây dựng cầu Nhật Tân, dự án nâng cao an toàn đường sắt 44 cầu của tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, dự án tuyến đường nối sân bay Nội Bài - Nhật Tân, dự án phát triển cảng Cái Mép trên sông Thị Vải, vân vân đều được cho biết chậm tiến độ. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang chỉ đạo các chủ đầu tư nhanh chóng giải ngân vốn ODA để có thể đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng giao thông như vừa nêu. Về tình hình thế giới, thưa quý vị, tin cho hay, những cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng nhân dân cách mạng vẫn liên tục xảy ra trên lãnh thổ Libya, nhưng không có tin tức rõ rệt về kết quả thắng bại của đôi bên. Tin tức được phổ biến trong một vài giờ đồng hồ vừa qua nói rằng không quân Libya đã dội bom ở thành phố Ras Lanouf và hình như đã lấy lại được thành phố quan trọng này. Trong khi đó, quân cách mạng vẫn đang làm chủ tình hình ở ít nhất 3 thành phố miền đông của Libya, tiếp tục nói sẽ đưa quân tiến về thủ đô Tripoli. Trước tình trạng bạo lực gia tăng tại Libya, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon thông báo sẽ cử đặc sứ tới Tripoli thảo luận trực tiếp với chính quyền Libya về những biện pháp nhân đạo để giúp đỡ những người dân đang bị kẹt giữa làn đạn của quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy, cũng như để trợ giúp cho những người dân Libya lánh nạn. Riêng tại Hoa Kỳ, rất nhiều chính trị gia hàng đầu của Mỹ lên tiếng ủng hộ ý kiến trợ giúp vũ khí cho lực lượng nhân dân cách mạng Libya và đề nghị Hội đồng Bảo an ban hành nghị quyết cấm máy bay không được cất cánh hay hạ cánh ở Libya để chặn đứng hoạt động dội bom vào dân chúng mà không quân nước này đang thi hành theo chỉ thị của Gaddafi. Bản tin Nhật báo The New York Times cho hay Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã có kế hoạch trợ giúp cho lực lượng cách mạng Libya nếu Tổng thống Barack Obama và lãnh đạo các nước đồng minh quyết định can thiệp. Đến đây, chúng tôi xin được kết thúc bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài ra, tất cả các chương trình truyền hình này đều được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ www.youtube.com/RFA Vietnamese. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quỳnh Chi và Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.